Khiêm chú sốc xâm áp ở dụ 36 năm nơi phùm thơm mây gần đà khung bật thiết sốc ô rằng ấy khát vòng khung miên con buôn nẹ bọc tiểu buôn lầm láng cứ khợt láng liêng chan liêng chân năng chỉ biết xét cứ ca nghĩa cứ lũ vô chân cái đề năng mà cha ai coi tới là nghĩa rồi còn tới giúp của bạn hỏi to pin nắng miền khó ai của mồ khó ai của mồ lấy cua miền chliet pe là xia lên tư miền kỳ mưa con ao dương tới chliet tư chắc ca phải mà mong pin mong tới bao sáu mươi mà no bao sáu mươi từ lâu tới cha hay nắng mưa miền tà la chơi chân tới phủ đam tà la chơi nóng bay giống máu giờ từ lụa giờ từ bao hơi môi kì máu bình máu pe là nghĩa nhưng đam bay slow tí đấy đam máu bay tí đấy đam pe hói chập đam hai con một tấc một dây như tư chỗ đây kì mà đang chọn sau ngày nhom miên con phơi muối dụ phèm khai bông bay đòi tập đó hai con bông bông nắng cô bông bay đòi tập đó chẳng ạ mua là hết đấy cho bông bay đó đòi tập đó mà đài nâng pru vì miên xa là thiệt là ố chùm nuôi đó con hay nâng chùi ai con nâng chlát kêu khá đôi tha mưa tên là hạt là hôn á ớt sơ chư cứ phía chấn cứ cầm hóa á nâng ca chùm người rị rụ chùm khơi anh tha con nhằm bài đòi tập đó nâng cứ con nhằm miên chlát con nhằm mà bố hiến cho lĩnh mùi hoặc hài hay nâng chùi cặp bằng thôi mà hà hịt đó hay ở dương nắng miên phiếp sát sna cho mùi côn hay ban cặp thôi vì thẳng ca đài chậm nái từ lứa tinh được đó cô tinh ấy chứ nâng cho nắng bê về lì á đi xa còn là thà côn khliến sao vậy bán sao em mâm tất mũi bắp hay ca bộ bán đó côn nâng ấp phơ ấy khôi trông trên đó đi phù ấy bơ chìa phòng khôi phù bề dương phù thống, bề dương từng nguồn nắng cứ đọt làng hào vậy. Chẳng mẹn khâu để xa con bà ấy. Xem kết thà, xem nâng bà ấy đọt con nắng và to tiết là hô tơ con là dụ bì chân nằm. Phụ ấy đọt bì chân nằm ấy chết đá, đọt bì chân ai cho hộp bài mà hộp dương thỏm đà bàn. Mình đôi bà bạc đôi khơm bà mùi khái. Khơm bà mùi khái miên tật tật đọt mà mốc ấy. Chắp bà đàm tức chấm đăng pi ca bóng bạc đọc con nâng cư chấm tư bình tích của nâng đô sạc hiệp ở tớ bẹt mình bẹt chấm hộp bẹt mình đô nâng thlop bàn phẹp đọc bê con xâm ra máu bẹt tha ai mâm đọc nâng bà tô tiên là hốt chi thò mà đá tụp nâng cát cư đọc dưỡng cư ở toàn miên tạc đọc con mâm mê chẳng chẳng như con mọi con mầm nắng chỉ tập score tập đọc cù mà sai đi chẳng trẻ và tạo ai con thời tập chi diêm mọi con mầm đọc dướng người bàn chờn đọc bên chẳng mọt con nâng đọc dướng miền là róm nâng tranh đọc đọc mọi ai ngay pe là nẹp mà đài miền pành hà và mọi đọc con pành hà đôi thà đọc láng nâng khi chờn cứ ai con mầm mà nhập nhóp hơi lạc vì một khang tới một khang tới hơi pe là liệt đó khi chờn cứ con ở trong mầm ấy hay đọt nâng cô là khăn tới từ chi chư đây và về chư nhóm thời ca và thôi ca chư nâng cứ vô cả mà chia và sang từ chia vô mơ hở khớp vô mà từ đọt máu là về vì miền cà rạ hàng xíu chứ tới vì hâu mà tam sầm hú lầy về đại ca là ca pre trong đó rồi go chư đọt nâng thì chớn cứ ao con bao đại khang na đại ở sơ chư rồi cô mặc hàng tiệt nâng dương ai miền cả sai cả chẹ nhân tư hùng tư ở vía bao tạm nâng tất na pe là miền pành hà đọc vạn nâng bờ tam phi chớn nhóm phi chớn pe là con cá máu việt miền đọc mắm miền đọc vạn nâng á cứ thời can luôn hay ở con mầm chỉ thòm đá chỉ rơi rơi nhọt tới trong đọc nâng miền bên kia để ai chơi pe là sẽ tập đọc nâng cả khà khà đọc chẳng á dương thử ao con nắng bông bảy ao mầm là hột á ao đầm bay ao vía đạp nắng cả cật nắng trồng đọt nắng thôi ai được nhồi tới vía nắng chành đặt đọt hơn pe lại cho mình nở tới trồng cà nắng mùi một ngày vô là nhiệt nắng nhóm cho bạch đặt đọt nắng tục ao tục ao con mầm cứ cho bạch đặt cào cho nuôn tới mà cào phủ đọt sờ vô đá phủ ấy đặt đọt nắng miên
ហើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានបញ្ហាអីមុំទៅឈឺពោះឈឺអីហ៎ខ្ញុំអត់គិតចង់ថាឲ្យកូនមុំដោះគោមួយសៅភូអត់ល្អអត់ល្អព្រោះខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍កូនមុំដោះគោមួយសៅហ្នឹងឈឺរហូតអត់ឲ្យមុំដោះខ្ញុំទេព្រោះអីកូនខ្ញុំមកបងខ្ញុំកាលហ្នឹងខ្ញុំឲ្យមុំដោះបាន 4 ខែ4 ខែជាងតិចផងកាលនោះខ្ញុំចង់ទៅធ្វើការខ្ញុំក៏ទិញទឹកដោះគោដោះគោមួយសៅក៏ប៉ុងយើងហ្នឹងហើយទៅក៏យកមកឲ្យមុំយកឲ្យមុំហើយមុំបានរយៈពេលប្រហែលជាកន្លះខែកូនខ្ញុំរៀករហូតរៀកហើយគឺរៀកតែខ្លាំងបំផុតនោះគឺរៀកហើយឈាមមានឈាមទៀតតែក្រោយប្រហែល ហើយតើកូនមុំរហូតតើកូននេះមកយុមកខួបជាងហើយក៏កូនឈប់ឈឺរហូតជួនកាលអ្នកម្ដាយខ្លះនោះដោយសារលឺពាក្យដូចថាក្រុមហ៊ុននឹងប្រកែដូចថាឃោសនានិយាយពីតដោះគោល្អនេះល្អនោះល្អអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងជ្រើសរើសយកតដោះគោនឹងយកឲ្យមុំតាមការពិតទៅខ្ញុំគិតថាគ្មានអីល្អជាងតដោះយើង ពេលដែលអ្នកម្ដាយមានបញ្ហាបំបៅដោះកូនបញ្ហាដូចថាលៀសដោះលៀសអីឬថាធ្វើអស់ហើយវាអត់មានធូរស្បើយអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅមណ្ឌលសុខភាពឬក៏ពេទ្យបងឯងទៅឲ្យពេទ្យនឹងជួយណែនាំឬមួយក៏ទៅព្យាបាលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកម្ដាយទូទាំងពិភពលោកយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការបំបៅដោះនិងព្យាយាមបំបៅដោះកូន ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យកូនមានសុខភាពល្អបញ្ញាឆ្លាតវៃនិងខ្លាយជាធនធានដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិសូមម្ដាយទាំងអស់ចងចាំថាទោះជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយសូមកុំបញ្ឈប់បំបៅដោះកូនឲ្យសោះ